Chị Loan nay tới một để mà dọn dẹp cho nhà chị Vũ Linh nha mọi người. Cho ba nha mọi người. Nói chị đang gót nước rồi cúng cho ba. Một người thành long. Rồi chạy mấy tiếng nữa, chạy 6 tiếng mấy 7 tiếng. Mai bạn có nhiều rồi. Quay trên ta, anh ta có cái đó là chung để trà. Con rồng, con khủng, con này con kia. Chị đang to cái nào không? Con cái nhiều quá. Con sao ta cái này chắc lên hả? Mai chứ lớn rồi. Tôi biết tôi đám đó. Mình sẽ nói là đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái con kỳ lân này thì hiện tại nó cũng mềm mẻ một ít đi mọi người. Chỉ là chỉ số nó cũng mềm mẻ lên à. Trong đây anh không đặt đốt mới nhang luôn anh. Là hết cái người chi chai dù rồi ha. Chị lấy chậm không chị? Thiêu chú tiểu ơi, thiêu chú tiểu. Hãy đăng cho cô chú chị nha. Hôm nay chị Hồng Long và công chồng của mẹ cháu đến hồ khẩu nhà chị Tinh, cũng như là sửa soạn một số đồ như thì ở đây sáng giờ cũng rất là nhiều chuyện xảy ra. Thứ nhất là vấn đề về lăng, thứ hai nữa là câu chuyện liên quan tới cái vấn đề hoa lan rất là đẹp luôn. Chú Tiểu đang ôm một cái chậu hoa lan đấy. Khán giả mình cũng tặng cũng như là một youtuber. Giờ hết chai dù hả nó hết chai dù nói rồi quá trời quá đất. Thì khi mà di chuyển hai cặp lưng này xuống á thì có sức mẻ chút xíu nha mọi người. Sức mẻ lắm, cả con kỳ lân cả đá có cầu luôn. Mẻ thôi chứ không có bể. Nếu mà để lâu ngày á, trời nắng á nó sẽ bể. Bên kia rồi, có mẹ. Mà nãy hồi sáng là đầu tiên là mình để dưới nha. Sau này hao quyên bảo vệ hai bên đi lên á, đi lên á. Hai bên đi dưới nè. Thì hoa viên vậy là hoa viên đúng không? Đúng rồi, đi lên á. Chứ tụi anh là sáng là để dưới. Còn để nhà nữa. Trời ơi, con tối là thấy ở trong nhà là con nhà phía dưới là con tivi nè. Anh bảo vệ đang nói chuyện với lại chị Hồng Loan, vấn đề về cầu lăng tới rồi, cầu lăng ra kìa. Anh bảo vệ đang nói chuyện về cặp lăng nha. Để về đây vật lên tên không? Sao để em để lo cái chân nghe chân nó nặng vậy đó. Chị Lo ơi, mình để trước chút xíu được không? Cái này nó có vị trí nè. Để Hồng Loan nói chuyện với lại bên qua viên chứ đi coi sao. Hoặc là để hai cái xây thêm hai cái khu cái quần đang góp ý ra mà. Không lên để lên mộ, không có đem đè lên đường nè. Không để cái cổng thôi. Phía trước này. Nhưng mà không biết là bị bắt lên trên đó. Để nói gì Hồng Loan vô sinh. Để về Hồng Loan lên gặp ban quản lý đi mọi người. Bây giờ mình trước mắt là để về Hồng Loan tập trung cúng cho cậu đã. Năm trước chứ chút xíu cái này tự ý làm không à. Ai tự ý?
cái này á là bảo vệ vô kêu để lên thì hoa di là kêu để lên mộ, nhưng mà chị Lan là không chỗ lên mộ. Để chị Lan chỉ lên trên lúc làm thì không chỗ chị Lan trước giờ. Ai biết thì bây giờ mà quản lý sao thì mấy anh nó làm vậy thôi. Bây giờ này thấy ở đây mọi người cũng làm gì làm hay sao quá. Đúng rồi, còn kẹt kẹt chú. Nãy mà khi mà di dời cái phần mẻ, cái phần kỳ lân xuống mẻ thấy lúc đó thấy chị Lan khóc luôn. Chuyển lên di chuyển xuống như vậy nghĩa là nó mẻ lắm. Đúng rồi, cái này nó nặng đó, nặng chứ không phải nhẹ. Thường mấy cái này là có xe rồi ta đưa xuống đưa lên, còn người có xe cẩu chứ người làm sao đưa nổi. Đưa rồi chắc chắn xin mẻ rồi. Thì lăn á mình đặt cái đất thôi, không có được đè cái chân mà mình đi mộ. Nó nặng nó không có hay. Đó để chị về vậy luôn rồi xin ma quá nên gì ở dưới chị là thì cùng lắm mình xây thêm không? Xây mấy chân đưa lên đâu. Không được hả? À? Giờ đá nó đã ráp vô hết rồi sao? Cái chuyện nào. Là tính khi mà bị bể cái mồi. Bể mồi. Đúng rồi. Mình quay đây nhìn biết. Nay trời nắng á, chị không dắt bé Bun lên á. À, chị đi sớm, chị băng buổi chiều chị có công việc nữa. Hả? Ở vậy vô kêu phải giờ lên lại hả? Không, em nghĩ là chắc giờ về luôn anh. Giờ chị Lan không có cho để lên trên. Một á là bảo vệ không cho để dưới, chị Lan không cho để lên trên. Nếu mà không được để dưới là chị Lan cũng không đồng ý là bỏ đây luôn. Chứ giờ đưa lên đưa xuống nó bị mẻ. Mẻ rồi. Đó, còn đưa lên nữa thì nó mẻ nữa. Lâu ngày trời nóng nó sẽ bể. Rắc rối ghê ha. Nói vậy 90% là thấy nó rắc rối đủ chuyện ha. Thấy là quá là tuyệt vời ha. Mình lố phần bên nào còn không để trước này trước cháu kêu bằng ông ngoại rồi, rồi mọi người cho chị Lan lên lau mộ cho ba xíu. Rồi cảm ơn anh nhiều. Cái này vẫn chưa dán hả mọi người? Đúng không? Cái này tuyệt vời luôn. Cháu kêu bằng ông ngoại này. Chưa dán. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Chị Lan cái này chưa dán hả chị Lan? Cái này chưa dán nè. Chứ mà chưa dán người ta mất á vậy chị. Tuổi này là tuổi ăn chơi mà giờ là ông lão đi rồi, ông lao cho mọi người. Trời ơi. Thôi đừng. Khoảng 15 năm sau chú lên gặp con cha anh chú em. Dễ thương của chú anh chị. Quá giỏi của chú anh chị. Lần nào xuống đây là cũng lao mộ con ngoại hết. Tức là một đứa trẻ mình không quen đi Lo, cái kênh học lớp mấy rồi con? Có biết không cần làm gì? Lớp 6 rồi hả? À. Trời ơi. Bun bữa nay xong đi kèn. Về nội hả? Trời ơi, cũng dễ thương quá. Đó là trời nắng, mấy bun lên đây cũng tồi quá mọi người. Nắng không? Này giống y như mẹ luôn ha. Con trai giống mẹ quá. Cái kênh này lúc nào cũng tới đây là kênh thì đau bộ cho ngoại. Cũng lớp 6 rồi, cấp 2 rồi. Giống mẹ phải lo lắng cho mẹ. Anh em có ai cầm cái dù chưa? Hồng Loan đi. Cái dù này á, thế có ai cầm dù luôn. Anh em ơi, hỗ trợ cái dù cho chị Hồng Loan đi. Nghe nói đâu? Lấy à, dù quá. Nghe nói là. Ôi giờ định cầm đây để em ra em che dù cho chị Loan nè. Hình như tôi nghe nói là Mạnh Thường Quân cắt lương. Cắt lương rồi, Mạnh Thường Quân cắt lương rồi không có che nữa sao á? Gì nghe nói cắt lương không cho em kỳ vậy. Kỳ vậy? Chứ có cắt lương không thành che luôn đâu đây nữa. Chú Biểu lại che cho Loan đi chú Biểu. Anh thấy xa xa nha. Đây nè, kén nè. Che cho kén nữa. Rồi rồi lại nói tác động nên. Ai quá anh ơi. Ơi. Tự anh em. Anh ấy đâu bức xúc luôn anh. Quá bức xúc luôn.
cắt việc bệnh viện chợ rồi chưa hoàn thành nhiệm vụ, chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao phạt ổng 5 chai đi. Bây giờ là phạt ổng là nặng hơn nữa, ổng năm chai đi này hết mặc áo vàng rồi nên ổng che nên mặc áo trắng. Ổng chỉ là fan thôi chứ. Chú ơi, chú Tiểu đứng ra mà cũng... Đây chú Tiểu, chú cầm ra rồi ông đi vô đi, rồi cầm, đi vô trong đi. Rồi cầm che cho chị Loan. Rồi, có chính vậy, cái cuốn sách là... Chị Loan lá cẩm rồi luôn á. Là chị Loan đồng ý lấy ra nha. Cuốn sách là đâu, không được để trên đó mà. Cuốn sách không được để hả? Thì đó, thấy, khán giả người ta hỏi đó. Đổi gì dễ thương gì đâu, cưng ghê không? Nè, nhìn các con. Đó, trời ơi, lâu dài vậy hả?